Anh em nào muốn làm giàu lên ngay CLMM88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với gì nhở? Series bình luận PK League server của em Winzy. Ngày hôm nay chúng ta đang ở trong server US với ngày cuối cùng đấy các bạn. Không hiểu tại sao nó hiện chữ Not Opening Time Yet, có nghĩa là nó đang không mở trong thời gian này. Không biết là có chơi được hay không. Nó chỉ ghi là thế thôi các bạn. Hiện tại thì cái nick này đang ở danh gì nhỉ? Kim Cương 2. Và chế độ thì không thấy ghi gì cả. World Tem 25 lo in cho last season cái gì mùa cuối đã kết thúc. Chúng tôi gì đây? Sẽ chờ bạn ở mùa tiếp theo. Không biết là có chơi được hay không anh em. Ảo nhỉ. Đây vẫn nhận được trận đây này. Vẫn vào được trận đây này. Không biết là có vào được hay không. Cái này mình không chắc lắm đâu nha các bạn nhé. Mình không biết chế độ gì. Vẫn có đối thủ luôn. RK AZ Zalu đến từ server bao nhiêu đó. Kèo cái này chắc vẫn phải chọn tròi đấy các bạn. Đúng không? Phải tròi rồi. Không biết chế độ gì. Đánh không biết chế độ gì. Hơi cay nhỉ anh em nhỉ. Rất láo này. Con tanh nghe. Đến Zero đi các bạn đúng không? Đam mình có Sion, có tròi. Đàm nó quá thừa thãi rồi nên là không cần đến Cleric hay Phú Lai là cái gì cả. Đúng không? Gọi là quá thừa đàm. Cái chế độ đéo thì chế độ cứ để gì nhở. Choi lên đầu đã, đúng không? Nó đánh trước mà mình pick trước thì mình đánh sau rồi nó đánh trước thì cứ để Choi trên đầu đã. Nhảy phạch 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 phạch. Liếm hết đúng không? Đừng đùa. Choi đang hóa thân ngày Halloween, hóa thân thành chó sói ấy, chó sói này các bạn. Pick nhanh nghe. Đang not time EAX rồi. Đánh đỏ. Đừng nói mất mạng nhá, vãi. À không. Nó mất mạng, buồn. Kìa. Đéo hiểu gì. Trời. Mẹ may cái đoạn này đang bảo điếm hiểu kiểu gì tự nhiên nó lại dí đây cái thành quýt luôn anh em. Bố tổ. Đúng là thời gian lại trôi nhanh như cháy chó, chó chạy qua đồng vậy anh em. Không hiểu chuyện gì xảy ra cái tự nhiên lại thấy tướng nó về. May quá lúc chọn mấy con này nó không bị lỗi đấy anh em. Chắc là lỗi thàm này anh em. Chọn nó là dính luôn. Đấy. Nó lấy con gì. Đúng là lỗi thàm các bạn. Chắc đang lụi đấy. Đấy, đã hiểu tại sao. Vãi bịp ạ. Hệ thống nó tự lựa chọn cho bạn luôn. Vãi lều. Ôi, đặt nó nhanh không tí hệ thống nó tự chọn cho bạn bỏ mẹ. Đó. Ok này. Tí hệ thống chúng lại tự đặt tướng cho bạn. Không thì đặt choi vào. Rồi lại dính nó nhiều nháy đến chết bỏ bà. Whiting Forcer Order. Bây giờ ơi, chế độ gì đây? Mánh tròi, các bay nổi màu đi kìa. Biệt thật. Ê, cày. Độc chiêu à? Chế độ dề. Ôi dồi ôi. Chế độ gì vậy anh em? Thôi lửa à? Sao bốn nó kia đánh cho không lên nổi lộ nhỉ? Vậy đéo gì nhỉ? Nó cứ nhìn smack à? Smack à? Hóa ra là chế độ smack anh em ạ. Đẩy lên cháu thôi. Smack thì các bạn bom được gì nhỉ? Mắt thì các bạn bong thì còn gì nữa. Đúng trời cho kìa. Trời cho điên. Làm gì thế. Ăn cái chậm nhỉ. Ai, trời cho điên ạ. Trời ơi. Sao lại được kỹ chết hai mà không hồi lại được nộ nhỉ. Chết. Quá trời ơi. Em làm kỹ chết anh đó. May quá không bị sai lầm choi lại. Đang chơi mấy cyber kill nhanh sang US nó chậm lên rồi.
Dạo sơ tay quá, những bao giờ được update này lấy thua. Đau thích nhỉ. Đau quá đấy. Nào mà giải cho người anh em chứ còn. Đau. Cho chó điên làm tí đấy. Cho chó điên làm tí đấy. ぬるいですね。お別れです。次元が違うんだよ。もういいんだよ。これ。いや、いいかな。ふぅ、まず、かまれ。はい。2 mạng luôn. Gọi là chiến thắng trong tầm tay rồi, đúng không? Chúng ta cùng hướng đến game đấu khác đi các bạn. Game đấu này quá dễ dàng rồi. Sợ mắc nữa thì cưỡng sao nổi choi. Mày nhảy lên tỏ. Chế độ sợ mắc nữa thì những cái gì ra mà cưỡng choi. Cho này ít linh trí ấy nhỉ. Ơ đây vừa nãy mẹ. Vừa nãy giết hai người thì đéo hồi nộ. Giết một người thì hồi phun nộ. Ờ ảo chó là ảo ma Canada anh em ạ. Ok, chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai nào. Game đấu đầu tiên là một chiến thắng dành cho em mình gì chính hãng. Ờ đàn úp lên danh 3 luôn anh em ạ. Mặc dù nó không hiện thông tin ở đây. Rất ảo chó, rất buồn cười đến từ server US Not Open Thing Time Yet. Dante heo, vâng ạ, Dante heo. Rồi, kèo này cho hay Terry các bạn. Terry đấm bất lực. Nhờ. Độ sớm mắt mà các bạn. Cho đéo giảm độ rồi, Terry rồi. Con bị nó ô quá. Sở hồ các bạn. Đến rút sở hồ. Lắc nào nhờ. Để ta đi với con lắc vào các bạn. Để ta đi nhé. Trận đầy chúng ta để ta đi với con lắc vào. Còn Ken thì vào sau các bạn. Ken vào đầu chính thiệt rồi. Nó sẽ đánh cái đứa luôn. Nó đánh đúng bài như của mình. Để cho lên đầu. Khó lắm nhờ. Yeah. Không, nó đang dù nó không lắm được tròi đâu. Đấy, không lắm được tròi đầu đâu. Đấy, thằng này không lắm được tròi đầu đâu. Thằng này chưa đủ bắn. Mình nghĩ là vậy. Dante heo. Anh em nhà Dante đấy à? Ừ. Thằng này cứ đổ sang đường cây đi. Cây thế. Người anh em không tin đâu. Ấy à, chắc không vậy, từ sau nó lại giải nữa. Hay nha. À, chết mẹ rồi đi. Kéo giải được, mình cũng kéo giải được. Nhưng cơn lắc đau nổ. Nhưng mà à, người tương 2 rồi. Đau nổ phát nữa. À, mà chết, tương 6 bụng đập. Rồi, đéo lên nổ được à? À, tưởng lên được nổ. Nghe, tưởng cơn lắc lên được nổ thì ngon lắm. Này. Lên được nộ thì ngon. Nộ chị thật. Mẹ con Mizu đi. Chết mẹ con Mizu đi. Chết cần lắc như là tôi sau mình đã được lấy được bạn con Mizu luôn nha bạn. Đúng không? Xác định chết cần lắc như là con Mizu chắc có mất mạng ở đây.
Ờ, cho anh cái độ. Chắc lắc như con Mizu bỏ cái này. Đúng không? Chứ từ lắc như con Mizu bỏ mạng lại. Get ready, go back. Chết cơ lắc như là con Mizu sẽ chi sẽ bỏ mạng lại. Đéo làm gì được, cho đéo dùng được tuyệt kỹ. Cay thế nhỉ. Trời, nó có nổ. Láo thật. Dám ra một cái lắc của tao. Có láo. Này, về này, yên phận. Nếu về được không thì nó tính tội tạ đấy nhỉ. Chẳng được về được các bạn. Về cái bị bụi luôn đó ạ. Về cái mẹ hóa trao luôn đi nha. Dùng con này trước. Bay hai lần rồi đúng không? Vẫn còn một lần bay nữa. Chúng vẫn còn một lần bay nữa đúng không? Trò điên lắm rồi nhỉ. Nhưng mình cũng đến được mình lại. Vẫn chơi nhỏ. Trò điên lắm rồi nhỉ. Get ready. Trò điên lắm. Nó vẫn chó điên lắm. Nổ cây được. Chó điên lắm. Mày vẫn chó điên à. Chó điên chết thôi đúng không? Mày ba lần rồi. Cái xua nhảy vào đấm biết thêm không chết à? Hay không? Trời ơi. Đó là vẫn còn trí tử trong trí tử đấy à? À thế nhỉ? Ok, một chiến thắng nữa dành cho em Minzy chúng hãng. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. Dù không hiện điểm, không hiện cái gì cả. Đó là Bet Chém Gió đến từ server 51. Kèo này Mia nó gánh mẹ theo. Ra hợp nhau con Mia vậy các bạn. Thằng này lấy gì ra để đánh nhau với con Mia vậy? Này chắc bệnh rồi. Thằng này là kèo toàn. Đánh nhau Mia. Trời ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi, lấy gì ra để đánh đánh nhau. Trời ơi trời ơi trời ơi, lấy gì ra để đánh nhau với Mia. Bỏ nhà. Beat the fit đấy à. Bỏ lấy cái sai xì hùng hay là xùi nó giảm lộ anh em. Mia đứng nhau Mia bây giờ. Nghe nghe
chém Máu là phải chém. Thôi không chết rồi, cày thật. Đâu quá, mất luôn một đại đua lon rồi. Đáng gãi cái tiền bạn hôm nay thì nó xiên ra gì. Lại đừng hỏi vì sao chúng tôi lại xiên bạn. Trời ơi, đua lon rồi là đua lon. Đau, nước củ bầu rồi. Đánh được 2.8 triệu máu, lo được đánh. Được, lên sốc rồi nha. Lên được lên sốc rồi. Tao mình lại đạp cái phát lại bay mẹ là dốc luôn nha. Đạp cái cái, bay mẹ là nó dốc nó hình luôn. Sống cơ à? Mẹ tập chém gió đây các bạn. Mẹ tập chém đây. Nhìn nhiều lá vào vài ơi. Ah, cay nhỉ. Đánh nước kỳ đàm kìa. Sợ thật. Chả đi tí đàm mẹ là luôn. Chán. Ăn thằng bạn đùa lọt thật. Không phải có tí đàm một tí. Ôi, đánh được đấy, cày thật. Đá tè ngay bên này, ô tổ. Đèo thế. Surrender rồi, quit rồi anh em. Không cưỡng nữa rồi, những giây phút này không cưỡng nữa rồi. Ok, chúng ta lại cùng đến với game đấu thứ tư là không cưỡng được nữa rồi. Game đấu thứ tư đó là Suki Nissan đến từ server S3. Mình đánh trước. Úi dồi, ông kèo này cũng chả sợ tay đi đâu ạ. Nào, mình cười dưới đâu ạ. Mình vẫn cười dưới nhiều. Mình vẫn là cười dưới so với tem bản đấy. Mình vẫn là cửa dưới so với tem bản đấy mẹ.
Bảo anh em tè lì này. Quả nha. Đừng nhau bảo anh em tè lì này. Có chị. Có chị quá. Hai anh em Terry nói chuyện là khó chịu thế nhỉ, khó chịu gì à, khó chịu ở đâu đây, trong lúc con Terry đi ra đây, bên đi ô, what's power? Sau đó mà cái tên gì đó chị lắm chị lắm con gì nhở, giết là con Ken Sua chứ, ảo ma Canada vậy. Họ ngoại bằng hết nội tại đó. Họ ngoại lại. Get ready, go back. Mạnh quá nhỉ. Lightning Patrol. Mạnh quá nhỉ. Hay. Mama co. Ông này dùng hết được tay nhỉ. Liên hoàn giảm lộ. Gọi liên hoàn giảm lộ đấy. Ok. 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 Teddy với chúng tôi. Teddy với chúng tôi. Teddy với chúng tôi à. Ta gọi lên này. Liên hoàn giảm lộ. Liên hoàn giảm lộ đấy. Teddy với chúng tôi à. Yes. Chiến thắng. Chiến thắng và chiến thắng. Ok, clip này có lẽ mình cũng sẽ tạm dừng lại đây thôi. Mặc dù còn 2 trận nhưng mà mẹ với em gái mình gọi xuống ăn cơm rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nhá. Teddy với chúng tôi à. Bye bye.